Xin chào cả nhà, tiếp tục ngày hôm nay mình có đến nhà vườn của chị Quỳnh Hoa ở Phú Hội, Vĩnh Thành, Chợ Tết, Bến Tre để quay giao lưu với cả nhà một số cây mai con, mai giống nha cả nhà. Rất mong cả nhà xem tham khảo và ủng hộ nha. Này rất là nhiều mai con rồi cả nhà ơi, bạt ngàn luôn nè. Mong cả nhà tham khảo nha. Chị đang đứng ở trong này. Rồi, em chào chị nha. Rồi, chị chào cưng. Dạ. Ở vườn mai Quỳnh Hoa, chào quý cô chú anh chị gần xa nha. Vườn của em thì ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại của em là 0363231030. Hôm nay em giới thiệu cả nhà mình cái lô mai con siêu rẻ luôn nha. Dạ. Chỉ có 3 cao một cây giá tại vườn. Dạ. Từ 5 tấc đến 6 tấc rồi. Mời cưng quay cho cả nhà mình xem luôn. 3 cao một cây. Ừ, 3 cao một cây, chiều cao từ 5 tấc đến 6 tấc. Dạ. Rồi, đây. Thì cành nhánh rất là nhiều luôn nha. Rễ thì nói chung là chị quấn nó đa dạng hết ha, củ nở lộn xộn ha. Ừ. Dạ. Đa dạng củ nở lộn xộn hết ha. Dạ. Ừ. Cái quanh thân của cây thì lấy từ đầu đũa ăn tở lên nha. Dạ. Đây, cành nhánh rất nhiều chị. 3.000 một cây là giá tại vườn hả chị? Giá tại vườn 3.000 một cây. Dạ. Khi mà bao phí vận chuyển thì 4k một cây ha. Dạ. 50 cây thì chị sẽ tặng 2 cây, bao phí vận chuyển luôn là 4k. Dạ. Bao nhiêu cây mình gửi chị? 50 cây chị gửi hàng, chị 5... bao phí vận chuyển. Dạ rồi. Là 4k. 4k, vậy là 400.000 mình được 52 cây. 400.000 là mình được một một tâm cây. Một tâm cây nó là 4.000 một cây phải không? Đúng rồi, 4.000. Dạ. Bao phí vận chuyển thì 4.000 một cây. Vậy là 5 cây là 200.000. Đúng rồi. Anh tính nhầm. Bao phí 200.000 mình được 52 cây. Đúng rồi. Dạ rồi. Thì cành nhánh cũng rất phát triển luôn nha. Thì dạ, cái loại mặt bông của cái này là giảo Thủ Đức nha. Mặt bông của cây mai này từ 5 đến 12 cánh nha. Toàn bộ là giảo Thủ Đức con nha. Dạ. Rồi cả nhà mình tham khảo nha. Dạ. 4.000 một cây nha cả nhà. Loại vườn thì 3.000 một cây. Ừ. Đây, số lượng bên đây mình còn nhiều không chị? Còn nhiều cưng. Ôi ôi. Vườn này còn nhiều lắm. Bao la luôn cả nhà. Bao la luôn cho. Ví dụ khách đến tận vườn mua cho lựa thoải mái luôn, thích cây nào thì lấy cây nấy. Rồi mình tham khảo thêm. Tham khảo thêm anh chị. Giờ mình rút đại một cây thử coi. Rồi, rút đại cây nào cũng được. Ừ. Rồi, đi. Đó. Cành nhánh ghê luôn không? Quá trời cành nhánh luôn nha. 4.000 cây cả nhà. 50 cây mình gửi hàng, mình bao ship mình tặng hai luôn. Thì cả nhà mình xuống tận vườn thì em để có 3k một cây nha, 3.000 tức là 3.000 cây á. Ở dưới nó có đế dưới cả nhà. Có đế hết trơn, nói chung là quấn hết trơn nè. Nè, tại vì nó lắp phân lại luôn nha, đế vự to luôn, rễ dàn ôm luôn. Tới cái lô quấn rễ gì đây? Này quấn rễ lò xo là cái nha. Dạ. Thì lấy từ 3 vòng, 4 vòng, 5 vòng lên ha. Dạ. Thì cái cây này thì chiều cao nó tầm khoảng cũng là tính là 5 tấc đi. Dạ. 5 tấc thì giá cũng 4.000 một cây luôn nha. Dạ, hoành mình lấy bao nhiêu chị? Từ đầu đũa ăn trở lên ha. Dạ, đầu đũa ăn đi ha. Bao nhiêu chị một cây chị? Cái này là 4.000 một cây, bao phí vận chuyển luôn. Dạ. 50 cây thì sẽ cũng tặng 2 cây luôn ha. Dạ. Giá 4.000 là giá mình gửi nha. Cái loại vườn thì giá rẻ hơn nha. Loại vườn là giá 3.000 nha cả nhà. Cả nhà mình xuống tại vườn thì lấy 3.000 một cây hả? Dạ. Bên đây mình 50 cây mình có tặng không chị? 50 cây tặng 2 cây luôn. Rồi, 50 cây tặng 2. Nói chung là mấy con 50 cây tặng 2 hết cả nhà. Đồng giá với cái lô đầu tiên nãy. Nói chung là rễ đẹp lắm. Đây cả nhà, mình từ 3 vòng, 4 vòng, 5 vòng. Từ 3 vòng ăn lên. Đó, như cái này. Đây, rễ. Đây cũng là mai dạo Thủ Đức mình ươm hạt đó nha. Nhà vườn mình ở Phú Hội, Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Số điện thoại của chị qua mình có để bên góc trái màn hình nha cả nhà. Cả nhà mình tham khảo cái này, mình về mình trồng đất thêm, mình lớn lớn xíu mình ghép. Đó. Đây. Ghế bốn vòng dàn ươm luôn cả nhà. Đó. 4.000 cây nha cả nhà. Bên đây số lượng cũng còn khá nhiều cả nhà. Đây nguyên một vườn luôn cả nhà ơi. Dạ, em cũng cảm ơn cả nhà cũng ủng hộ bên vườn của nhà em suốt thời gian qua nha. Em chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Dạ. Xin chào tạm biệt cả nhà. Dạ, xin chào cả nhà lúc sau. Dạ. Dạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà nha.